Đây cô chú ơi, hôm nay là ngày đầu tiên Jay đi nha sĩ nha cô chú. Đây, bác sĩ với nha sĩ là chỉ có một bộ trang phục mặc thôi. Đồ này là đồ bác sĩ mà. Bác sĩ vừa mặc màu trắng mà vừa mặc màu xanh luôn, thấy đúng không? Chọn quá đúng luôn. Về đỏ luôn ha. Ai á? Mirror. 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 Rồi đường này. Xin mời. Rồi wash your hand. Gotta wash your hand. Rồi để lên cao lên nữa, đúng rồi. Ủa. Đó, thì đây là cái phòng nha sĩ mà Ngọc đi. Sau bao nhiêu tháng ngày mới tìm được một. Không, giờ không có dễ thôi. Sau bao nhiêu tháng ngày mới tìm được một cái nha sĩ thiệt là tốt. Bây giờ Chay cũng sẽ gắn bó với nha sĩ này thật là lâu. Hả? Không có dễ được không? Dễ đó hả? Chay sẽ là không phải bệnh nhân mà gọi là gì? À, người mới cho nha răng ra coi, nha răng ra coi. À, cái răng hơi vàng để nghe Chay nha, cái răng không được trắng đó nha. Để tẩy cho răng trắng đi. Không được. Cho mẹ. Bây giờ là Ngọc lên đây, là Ngọc chuẩn bị làm trước, Chay làm sao Chay ngồi chờ đợi. Ngồi xuống đợi cô, lẹ lên. Ngồi xuống đợi cô. Đúng rồi, ngồi xuống đây mới được. Cô lấy đồ cho con chơi nha. Nè con coi cô làm mẹ nha. Rồi chút nữa là cô làm y chang đó ha. À, cởi này ra cô mới làm được, đúng rồi. Ừ, phải cởi này ra cô mới làm được nha. Rồi, ngồi cho ngồi ngoan cho cô chú coi coi. Ngồi đợi mẹ nha chưa? Ok. Bác sĩ. Ngồi bác sĩ đó, thấy bác sĩ chưa? Màu quay, đúng rồi, bác sĩ màu quay. Cái gì vậy? Đừng nói tại đi vô phòng bác sĩ mà không có nói chuyện tầm bậy tầm bạ nghe chưa? Ok, ngồi đàng hoàng. Wow, hồi bữa con nhớ con đi khám mắt cô chú khen ngoan quá trời không? Bữa nay là phải ngoan đi như vậy để cho cô chú khen nghe chưa? You want to be the color? Oh, wow. Here you go. You can use this as a table. You want to go ahead and sit down? There you go. Say thank you. Thank you. Good job, chị đi. Lấy màu cho nó chơi cho nó đợi. Oh. Good job, JD. So she has 20 teeth. Oh, you have 20 teeth. Yeah, 10 bottom and 10 on top. Okay. 10 bottom and 10 on the top. Oh. Trời ơi, giỏi như ta. Good job, JD. Okay. Close. So you guys brushing your teeth twice a day, morning and night? Yeah. Yeah, before bedtime? Yeah. Okay. She likes to do it herself, so it's not that clean. Close. Good job, JD. So she did a great job. Just, lay down. You did really good. So, okay. So we don't take x-rays on the first visit. Uh-huh. And she's letting me do everything I need to do. Just hang on, let me just touch it here. Just let it. Yeah, you're doing so good. Open just a little bit. Open. Open. Just a little bit. So just kind of help her out, brushing a little bit on the side. Open, like right here. You see now? Yeah. Open, JD. Yeah, just not too much, just a little bit. Like right here. You see right here? So just needs a little help. You see this? Just a little flap on the side. Uh-huh. Okay, where's my... Okay, let me just take that. No, lay back. Lay back, Jay. Lay back, and just look at the top one. Close down. So she's doing better on the top. I know, you're doing better. Is it tickle? Tickle, I know. Where's the color? So just touching up, make sure we get everything. You know what I mean? Aww. So a little bit on the side. It's typical kids miss a little bit on the side. Mm-hmm. Okay, open just a little bit. But I'm glad that she's not scared.
and she's doing really good. Yeah, she's not scared, or? Not at all. You do a good job, JD. Just, I wasn't sure how that's going to work out with all the stuff we have on right now. Mm-hmm. I'm glad she's not scared of me. Okay, and come towards me. So when is she turning 3? November. Okay, so she's at 2.5. Okay. Let's rinse this out. So in November, so next time when you bring her in, so it's going to be in January, mm-hmm. we're going to do fluoride. We're not going to do it today because she's not 3 yet. Mm-hmm. We're going to close together. Close. Open. Let me just make sure. Yeah. We cleaned everything. Okay, close. What a good little girl you are. Do you have the paperwork? Yes, here, right here. Let's have it. I just wonder if she could sign it. Wow, look what you have. Jade. No, JD. We'll check it out too when we get home. Okay, later on, let me look at your teeth. So we're just gonna count them. 1, 2, 3, like I did. Good job, JD. Beautiful job. Don't move. Wow, look how pretty. Oh, beautiful. Oops, okay. Uh-huh. Wow. Very nice. Okay, let's go up here. Open. Open. Big, big, big. Yep. Wow. Okay, let me look up just here. Just a little air. Just a little air. Now open. Let me look open up here. Last time. Open. Last one. Yeah, stay like that. Open. Open really big like a line. Right. Open. Like a line. Open, JD. Ah. Okay. Mm-hmm. Beautiful. So that one's still erupting. No. Wait. Here, hold this. Mm-hmm. Okay, come here. I want to see something. Now bite. Does she have a sucker thumb, Mom? Does she suck her thumb? No, she's using the pacifier. Passy. Oh, okay, that's what it is. Okay. Still? You still have a pacifier? Yeah, have to stop right now. Have to stop, right? No more bassy? Yeah, no. She really shouldn't use it. Because she's open here. That's why. Oh, see, JD, no more baba. The doctor said baba. Can you give the baba to a baby that you know? Do you know a new baby? Do you know a little baby? You could give it to them and then they could use it. Okay. I know, she's really good. No more pacifier, JD. Well, good luck with that, because they find their fingers after that. Yeah, good luck with that, Mom. Yeah. But what I did, okay, with a couple kids, is I would go put it in the post office. Let's take this off. Wait for the room. Make sure we get our safe. We would go to the post office to where you put the letters in the box, and we would mail it to a baby. Oh! That's a good idea. Thank you. Yeah. Thank you. And it worked. Yay. It was gone. Okay. Danielle, I think I have to order parts. That's what I So they want me to be in 3 months for the cleaning again. Bác sĩ xong rồi. Chidi, you did a good job. I'm so proud of you. Oh, cô hát nghe nghe vậy hả? Yes. Trời ơi, cô chú ơi, chay là quá giỏi luôn cô chú ơi. Chay, chay đi bác sĩ, chay. Chay đi đây này. Ờ, bác sĩ cho chay á cô chú. Mày mở này ra. Từ từ để về nhà, để chừng nào tới giờ đánh răng đi mình mở thôi. Tới giờ đánh răng rồi mình mở. Chứ còn bây giờ đừng mở. Trời ơi, lần đầu tiên đi bác sĩ khám răng giỏi quá ta ơi. Chay sao chay à, mới đầu là chay ngồi chay nhìn mẹ trước, xong rồi bác sĩ kêu chay làm là chay biết cái cách chay làm theo liền. Hay dễ sợ thiệt chứ. Không sợ mà bác sĩ kêu hả bự là hả bự, mà ngậm lại là ngậm lại, mà nhăn ra là nhăn ra. Nhưng mà chay, hồi nãy chay nghe bác sĩ nói gì không? Cái răng con á, khi mà con cắn cái răng xuống là cái răng bị hở, nên là không được sử dụng ba bà nữa. No more ba bà. Bây giờ mẹ về nhà mẹ phải nghiêm cấm chay không được sử dụng ba bà nữa. Sử dụng ba bà, bác sĩ nói nhô ba bà. Bây giờ chay biết là mẹ với chay sẽ làm gì không? Bây giờ mẹ với chay về nhà gom hết ba bà bỏ vô một cái bịch, xong rồi mình gửi tất cả những cái ba bà đó cho những cái em bé nhỏ tuổi hơn chay. Ok, bây giờ mình lớn rồi, mình không có xài ba bà nữa, mình nói thôi
nghĩ xa ba bà đi, để mình cho em bé xài, hiểu không? Em ba bà chỉ để cho em bé thôi, chứ không có cho người chơi. Chay là chay là người lớn rồi, chay không có được xài ba bà nữa. Ừ, bác sĩ nói là chay xài ba bà quá riết rồi, bây giờ cái răng của chay đó khi mà cắn xuống là nó bị hở ra rồi, là không được. Là bây giờ mình về mình gom hết ba bà mình bỏ vô cái bịch, xong rồi cái mẹ với chay đem ra cái hộp thư á, cái mình gửi cho mấy cái em bé nào mà cần ba bà nha. Đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ chay hết, chay bây giờ chay lớn khôn rồi, chay đi bác sĩ làm răng rồi là chay không cần sử dụng ba bà nữa. Đúng rồi, giúp ba bà. Giúp ba bà. Đúng luôn. Giúp em. Giúp không không, em thì mình giữ được, em thì giữ chứ đừng giúp em. Giữ em, giúp ba bà. Nha. Giúp ba bà nha. Giúp ba bà đúng rồi. Bác sĩ nói là cái răng là cắn xuống là nó bị hở rồi nên là không được sử dụng ba bà nữa. Ok. Mình về mình gửi ba bà cho mấy em bé nha. Yeah. Gửi em ba bà cho mấy baby nha. Ok. Mia. À, ừ đúng rồi, gửi cho Mia đi ha. Mia con có gì Nhi á? Dạ. Đúng rồi, gửi ba bà cho chọc mà chay mẹ. Thiệt cho nói thiệt chứ thấy thấy rồi. Mẹ ơi. Cái gì đó? Quá là gọi là cái gì không biết sợ sệt mà nằm ngoan. Đi vô bác sĩ Nhi khám bụng, khám lưng, khám tay đồ này kia cũng ngoan nè. Rồi tới bác sĩ mắt cũng ngoan nè, bác sĩ kêu làm gì là làm đó nè. Rồi bây giờ tới bác sĩ răng miệng mà cũng ngoan nữa là thôi rồi, rồi sao ta? Trời đất ơi, chịu không nổi luôn á. Dạng dĩ mà ngoan dễ sợ luôn, bác sĩ kêu hả miệng bự ra là hả nè. Bác sĩ kêu cắn răng lại là cắn nè. Rồi bác sĩ kêu hả ngậm miệng lại là ngậm nè. Trời đất ơi, thôi chịu không nổi rồi. Cái con người gì đâu mà nó ngoan mà nó nghe lời dữ vậy ta. Mốt mốt con có làm bác sĩ không? Dạ. Nghe lời bác sĩ. Mốt mốt chơi làm bác sĩ hả? Quá luôn, mốt mốt làm bác sĩ răng miệng đi. Dạ. Mốt làm bác sĩ răng miệng đi. Dạ. Bụng. Bụng chi nhớ không? Rồi bây giờ là đi về rồi, cái mẹ thay đồ cho chay rồi bắt đầu biết mình đi đâu nữa không? Dạ. Quay trở lại đi bơi. Đi miết vậy đó. Đi về xong rồi cứ quay trở lại đi bơi, cứ về xong quay trở lại đi bơi. Đi bơi xong rồi cái về nhà cái ăn uống nó. Ồ. Bây giờ mày phải chở chay đi mua đồ ăn chứ. Xong rồi cái quay trở lại ăn uống xong rồi cái mình đâu? Sao? Đâu gì? À, giờ vô học bơi nè cô chú ơi. Gì à? Để đó không được, cái đó phải để đó. Tại vì sao? Mày chỉ con tại sao cái này để đây. Con để xuống cho mẹ. Rồi, tại vì ở đằng đây đang có một cái chỗ nước nè, nên là cô chú phải để cái đây để cho mọi người đi tới đây phải đi nhẹ nhàng chứ không phải là bị té, nên là cái này phải để ngay chỗ này, hiểu chưa? Hiểu chưa? Đây nè, cái này phải để ngay chỗ này nè. Đó, tại vì đây có nước nè. Đó, ở Mỹ là người ta vậy không á mọi người. Để cho người ta cẩn thận chứ đi ngang qua cái này là không để ý là té, nên là phải để cái này ở đây, nghe chưa? Chứ mấy chỗ kia là đâu có để đâu, thấy không? Chỉ có chỗ nào có nước người ta mới để thôi. Còn con để đó đi. Ok con. Đó cô chú chay giờ đang bơi trong đó kìa cô chú kìa. Đó cô chú thấy chưa, bơi ba đứa. Hai gái một trai. Rồi có bả kìa, trộn coi tụi bả trộn. Hụt nước xuống rồi. Lớn bả chưa? Bả phái bơi lắm, bả phái đi bơi lắm. À, nãy giờ là mấy rồi? Còn 15 phút nữa mới xong. Nãy giờ mới 15 phút mà. Kìa, có bả kìa, có mặt quá kìa. Muốn giọng không? Trời ơi. Cười nữa.